Xin kính chào tất cả bà con nhà mình vào buổi tối ngày hôm nay. Chúc quý vị đầu tháng ngày mùng 1 làm ăn hồng phát. Và hôm nay trên màn hình thì quý vị thấy là bán được quen không ạ? Chỗ này là xưởng cũ của tôi trên thành phố Buôn Thuật này. Và hôm nay còn sót lại một em solar 50. Con này chúng tôi để kéo cổng. Giờ mang ra bán. Hiện tại con này chúng tôi đang để trên thành phố Buôn Thuật. Giá thì là 130 triệu cho tất cả quý anh chị. Con này để cả tháng trời là để phát nổ luôn. Lá xích hơi xấu, xương đẹp, bạc đẹp. Chào tất cả bà con nhà mình nha. 500 anh em nha. Còn thủy lực con này thì solar 50 rồi, lồi đồng cuối đá. Cửa tiền 130 triệu nếu quý vị anh chị em nào mà đang có cửa tiền này để về làm vườn. Về làm vườn thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại. Còn anh chị quá nhiều tiền rồi hoặc là nhiều tiền hơn thì có thể bỏ qua sản phẩm này. Mọi thông tin chi tiết cụ thể nhất thì quý vị có thể nhắn trực tiếp qua Zalo cho chúng tôi. Ngoài sản phẩm này ra thì chúng tôi còn một số sản phẩm Dosan, Hitachi, Volvo, Hyundai nữa ở trên thành phố Buôn Ma Thuột. Quý vị anh chị nhà mình đang ở khu vực Bình Dương thì có thể đến bãi Bình Dương của chúng tôi. Tôi nhắc lại là lá xích hơi xấu nha. Cái này để lâu rồi chưa có rửa lên thì đẹp lắm. Nước sơn thì có sơn lại. Thủy lực được. Máy có hơi thừa một chút xíu. Mọi thông tin chi tiết cơ bản thì quý vị nhắn qua Zalo, chúng tôi sẽ gửi hình ảnh để quý vị nhà mình tham khảo cái sản phẩm này. Mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn những cái sản phẩm mà chúng tôi đăng tải hàng ngày. Cứ một ngày chúng tôi sẽ ra một hai cái sản phẩm để cho quý vị mình có thể tham khảo được những cái sản phẩm mà quý vị đang cần và vừa hợp với túi tiền của mình luôn. Ở đây là cái bãi cũ ở trong Trần Quý Cáp và chúng tôi đã chuyển ra đường hình ai rồi. Để lại con này để kéo cổng. Cổng sắt rất là nặng cho nên là để lại một con kéo. Mỗi lần khi vào lấy đồ kéo cổng ra, kéo cổng vô. Bây giờ sắm được một con nhỏ nữa thì để con nhỏ con này bán. Hiện tại thì sản phẩm này chúng tôi đang để ở trên thành phố Buôn Ma Thuột. Quý anh chị ở khu vực nhà mình Buôn Ma Thuột thì có thể đến bãi của tôi để thử xe. Mọi thông tin chi tiết thì quý vị cứ nhắn qua Zalo thôi. Nhắn ở trên kênh YouTube chúng tôi không kịp trả lời thì mong mọi người hết sức thông cảm. Bây giờ thì mời mọi người xem video. Thân ái và quyết thắng xin chào mọi người. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo của chúng tôi.